chứ còn thực ra không phải là mình bảo là hãng của mình không tốt hay là hãng mình đang bán không tốt. Định giá của họ, họ sản xuất kỹ lên đắt thêm 50.000, 100.000, nhưng họ lại bán đắt lên được gấp đôi mình, tức là nó bán mình bán có độ 400, nó bán lên 1 triệu, đúng không? Đúng rồi đấy. Trong khi đó nha, cái lợi nhuận gộp của nó cao gấp đôi, nhưng mà chi phí của nó chỉ hơn mình có một mẫu, chỉ thầy nghĩ là chỉ 50 đến 100 ngàn thôi, không hơn. MyWay làm một số cái video đẹp mà. Chạy một video. MyWay thì những cái video mà được nhiều view hay chạy quảng cáo mạnh thì nó thường áp dụng siêu 50%. Mẫu của MyWay này cũng toàn là mẫu khá diêm dúa. Vâng, diêm dúa. Nhưng mà bây giờ thời dịch thầy bảo chưa ai chịu được 1 triệu cho một một bộ sản phẩm, một bộ thôi ạ, 1 triệu. Nhưng mà nó dám chi một bộ 1 triệu ấy thầy ạ. Cả chụp mẫu. Nó chỉ có chụp đấy, chụp một bộ là 4 ảnh. Rồi, tốt nha. Tiếp tục đi. Nói chung là tập trung vào hình ảnh và video. Có sao dùng vậy, và nhà nghèo thì phải nghĩ cách sáng tạo. Những nhà nghèo mà đi thuê mẫu mới quay 1 triệu một mẫu thì căng đét. 1 triệu một mẫu cũng không phải là vấn đề, nhưng mà một mẫu đấy phải bán như Hải Ánh này, hiệu quả cao này. Không mất tiền quảng cáo, không mất tiền chụp ảnh, chạy vẫn ra 1.000 đơn vẫn bình thường. Thế mà chất thầy Suất cao nhất luôn. Về nội dung quảng cáo thì các bạn cũng thể hiện ngôn từ này, cách viết thể hiện độ dài của quảng cáo trong này thì nó vừa phải nhẹ nhàng thôi nha, vừa phải nhẹ nhàng thôi, bởi vì nội dung nó tập trung vào hình ảnh và video rồi, text không cần quá đâu. Nhưng mà lưu ý cái phần mà 3 dòng đến 6 dòng ấy, 3 dòng trên trên điện thoại và 6 dòng trên máy tính, những cái nội dung cái text đầu tiên ấy là phải giật tít rất mạnh đấy. Đấy, ví dụ như các bạn nhìn thấy ở đây là cái ghế nó chụp, đúng không ạ? Thì cái hình ảnh cái ghế nó rất là to, nó chiếm gần như 85% diện tích của một cái mẫu quảng cáo. Giảm giá 86% chỉ còn 14 triệu. Và 14 triệu 800 bao nhiêu nghìn đấy. Thì con này ở bên Trung Quốc nó nhập chắc khoảng độ 7-8 triệu, nó bán độ 14 15 triệu cũng ok. Cái ghế này ngày xưa tôi đặt ở bên Trung Quốc về rồi tôi biết. Về đến Việt Nam mà vác đến tận phòng khách của tôi là mới có 7 triệu rưỡi. Nhưng mà cái này thì nó cũng nhanh hỏng lắm. Tàu mà. Hình ảnh tập trung vào 4 cái bức ảnh đầu tiên mình đăng lên và theo đúng bố cục và chiến lược. Bạn có thể nhìn thấy là nếu mà cái ảnh số 1 các bạn đăng nó là ảnh dọc thì nó sẽ rơi vào cái trường hợp màu xanh lá cây này. Và 3 cái ảnh tiếp theo nó sẽ nằm ở bên phải. Nhưng mà nếu mà cái ảnh đầu tiên bạn đăng nó là ảnh ngang thì 3 cái ảnh tiếp theo nó là ảnh ở bên dưới. Và nếu như các bạn muốn để hình vuông như thế này thì 4 bức ảnh này bạn phải để dưới dạng ảnh vuông, đồng thời bạn gắn logo vào, bạn kèm theo cái thông điệp. Thông điệp 20% đấy, các bạn nhìn thấy ví dụ như nó giảm 60% chỉ còn bao nhiêu đấy, thì cái chữ viết ở trên
bức ảnh nó rất là nhỏ nhưng mà nó vẫn thể hiện được thông điệp. Bạn có thể chạy một cái dòng text trên và một cái dòng text dưới để mà mình tối hóa hình ảnh thêm. Tiếp tục. Đây là cái loại đăng 5 ảnh, nhưng mà tôi không khuyến khích các bạn đăng 5 ảnh. Tôi khuyến khích các bạn đăng 4 ảnh hoặc trên 4 ảnh để chạy quảng cáo. Bởi vì đấy là cái mẫu mà gần như là tốt nhất hiện nay. Cái mẫu tốt nhất hiện nay. Còn nếu mà các bạn chạy một ảnh thì nó lại khác. Nếu bạn chạy một ảnh thì lời khuyên là nên chạy ảnh dọc. Nếu mà một ảnh nó là ảnh ngang thì nó là ảnh màu vàng đây. Nếu mà một ảnh là ảnh vuông thì đây. Và một ảnh là ảnh dọc thì đây. Một ảnh thì lời khuyên là nên chạy ảnh dọc. Đấy. Thậm chí có thể là tắt cả PC đi. Tắt quảng cáo PC đi. Đừng chạy quảng cáo hai ảnh. Các bạn nhìn thấy đây ạ. Hai ảnh không hiệu quả thế nào. Nó không hề tối ưu được hình ảnh. Về video, đúng không ạ? Về video thì thời trang chúng ta cũng nên quay, chúng ta nên quay. Nhưng mà trong một số bộ sưu tập thì mình cũng phải cắn răng mình chọn một hai con mẫu hàng đẹp, mình quay nó lên để mà giống như là tiêu điểm. Thực ra thêm 1 triệu thì nó cũng không phải là vấn đề lắm. Nếu mà con hàng đấy em bán tốt thì em chỉ cần bán thêm 2-3 hàng thôi là cũng đã đủ cái tiền chi phí rồi. Nhưng mà nhờ cái video đấy thì em lại bán được thêm 200 hàng chẳng hạn, ví dụ thế. Thì rõ ràng là đầu tư về mặt video như thế là rất hiệu quả. Thậm chí mà nếu mà mình thấy sau này tín hiệu nó tốt hơn, có thể là Tết dịch giã nó ổn định tốt hơn, thì thậm chí mình có thể thuê cả những người mà rất là nổi tiếng. Nhưng mà mình có thể thuê những người nổi tiếng theo cách mà không phải giống như Hồ Ngọc Hà hay là Mỹ Tâm nhá, mà mình thuê những cái bọn mà nó hot Facebook, nó hot TikTok. Bọn đấy có khi lại còn hay hơn Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm rất nhiều. Vâng, đúng rồi, mà chi phí rẻ hơn. Chi phí rẻ mà hiệu suất bán hàng rất là cao. Như em có khả năng là do năm ngoái cái nick game quảng cáo tốt ấy, cho nên là doanh thu của em cao. Chứ như năm nay lại cái nick này nó cả quảng cáo hơi kém. Năm ngoái em quảng cáo có thời điểm ấy, ví dụ như là nick em có 100, cứ coi như là 100.000 lượt like đi, thì có khi em quảng cáo được đến 1 triệu cho đến 2 triệu lượt tiếp cận trong vòng 1 tháng hoặc là như nào đấy. Thì đến lúc mà em post cái video lên ấy, nhiều khi trong vòng 1 ngày thôi nó đã được 3 đến 400 comment rồi. Năm ngoái là em chạy video rất là ăn. Thực ra thì năm nay nó vẫn ăn thôi. Chẳng qua là vì là mình cũng vào dịch giã rồi, cộng với lại mình rơi vào những cái trạng thái tài khoản nó cũng kém hiệu suất hơn. Nhưng mà thực tế là do ấy. Dịch nhiều. Là dịch nó quyết định phải đến 80%. Năm ngoái đầu dịch thì vẫn còn vui lắm, năm nay dịch thì chả cười nổi nữa. Tại vì năm nay nó kéo dài đến tận 2 năm rồi, người ta còn chưa kịp phục hồi kinh tế thì lại tiếp tục dịch. Đúng rồi. Mọi người lưu ý nhé, tôi nói một cái cách hình ảnh hay là nó là cơn mưa, càng tắm mưa nhiều ấy, thì ốm càng lâu dậy.
Không cười nổi nữa. Ồ. Thôi, dù sao thì chúng ta vẫn phải sống, đúng không? Chúng ta vẫn đang học tập đây, thầy vẫn ở đây hỗ trợ các bạn. Cứ chỉ cần nó hừng hừng, dịch dã nó hừng hừng lên cái là ta sẽ có cơ hội bán hàng, gỡ lại những cái số mà ta đã bị mất, cộng với lại đạt được những cái số mà ta xứng đáng có. Dạ, uống tạm nước lọc vậy. Chờ dịch nó ổn ổn, nó có cháo loãng Thôi được rồi, gì làm gì căng thẳng thế, mai thầy bảo chị Nga cứu trợ mỗi người 10 kg gạo à, là gì mà căng thẳng thế, đến mức đổi mà đổi sang cứu trợ mì tôm thôi chứ bây giờ cơm này phải mua thức ăn với rau. có thể gửi thêm muối tinh mà à, có thể gửi thêm muối tinh mà. Quảng cáo trên Facebook bằng video rất là hiệu quả. Đấy, tương tự như thế thì 57% trên Instagram và 47% trên YouTube. Và YouTube gần như chỉ bằng một nửa Facebook thôi. Đấy. Đây là đầu tư vào quảng cáo bằng video giúp tôi. Mà video thì phải đẹp, sáng tạo, thông minh. Bây giờ phải tối ưu quảng cáo bằng video, đầu tư những em xinh tươi làm kịch bản nha, hay hấp dẫn gây cấn. Đấy. Ví dụ như là ở những cái chỗ bây giờ làm một cái video dạng thời trang công sở nhưng mà ở nhà cũng phải đẹp, đúng không? Sáng ăn mặc cực đẹp Các xong bạn đi ra yên xuống tâm. dưới nhà là rửa bát. Đấy, xong rồi ăn mặc cực đẹp xong rồi đi ra là đi đổ rác. Làm khoảng cái video như thế mà chạy quảng cáo view rất cao luôn, mà chốt đơn sẽ rất là tốt, cứ thử nghĩ đi xem có đúng không. Có thể làm Video mà có video tính sáng tạo hay gây cấn, bây giờ nói về những cái kiểu trend thì là tốt hơn. Kiểu video về 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 mấy cái lằng nhằng xong rồi không liên quan đến bán hàng thì em thấy lượt view nó tốt hơn. À, luôn luôn là như thế. Thực ra là nó luôn luôn là như thế chứ không phải là những cái video đấy nó tốt hơn, mà thực ra là nó luôn luôn là như thế. Em ạ. Rồi nhớ xong rồi mặc đồ nhà mình thì khách sẽ ví dụ khách đi đẹp thì khách sẽ hỏi bên dưới là áo này bạn mặc bao nhiêu, làm video là nói linh tinh nhưng mà mặc đồ nhà mình Cũng không lên được. thì không không nói gì đến sản phẩm cả. Thế sản xuất nhiều cái video dạng 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 đánh ghen đánh ghen cũng được, hài hài vui vui. Bây giờ chị em nên quay, lên nên quay video trước và sau dịch chị em mình te tua đến cỡ nào ấy. Before after à? Before, không thì các bác có xem chị Nguyệt trên 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 TikTok không? Chị Nguyệt giả làm chị Nguyệt, có một cái chị bán kem trộn, chị quay clip về chị Nguyệt trên nhái lại, em thấy hay dã man, bà ấy làm clip hay dã man luôn. Là chuyên nói mấy cái đạo lý đúng không chị? Câu thơ các kiểu ngày xưa đúng không? Không cái đấy thì là một một chị khác rồi, em thì em không hay xem chị lắm nhưng mà chị nói thì cũng có hay, nhưng mà em thì em thích cái chị mà kiểu bán kem trộn xong rồi giả nói kiểu
nhái lại cái những cái phân đoạn trong phim chị Nguyệt Thảo Mai ngày xưa chị. Rồi em biết rồi, cái chị bán giảm cân dứa đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái chị đấy thì hot mà, em thấy còn lập mấy cái TikTok ấy. Bà ấy làm video cả mấy đầu tư với lại Khiếp, cảm giác chuyên nghiệp dã man. chuyên nghiệp. Nhưng cũng phải có bạn diễn nữa cơ chị ơi. Đúng rồi, nhưng mà công nhận là bà ấy diễn có đầu tư với lại bà ấy diễn hay. Bạn cũng có mấy bạn diễn khiếp như em, nhiều khi cũng diễn TikTok nhưng mà có mỗi một mình, với lại nhiều khi nó không được ok lắm, kiểu không được chuyên nghiệp, không được đầu tư ấy, mình chỉ làm nhanh ấy nên nó không có follow nhiều đi lắm.